Thấy mình thấy quán bánh mì thịt 10.000 nè. Giờ mình sẽ ghé qua bên đó mình xem ổ bánh mì thịt 10.000. 10.000 gồm có những gì nha. Giờ mình còn đầu xe lại cái thử nha, thử ăn coi xem bánh mì thịt 10.000 có những gì. Hết go. Rồi mình sẽ quay cho mọi người luôn. Đang đi có cam nè, tiền hại là quay bánh mì luôn. Ô chị, bánh mì 10.000 là bánh mì gì vậy chị? Thôi mình sẽ quay cho các bạn xem. Lấy em thử bánh mì 10.000 hả? Đâu có đầy đủ. Đâu có đầy đủ. Bánh mì 10.000. Là đang làm cho em đúng không? Không. Pate nè. Chả. Ôi. 20.000 mà không biết như thế nào. Đó, bởi mới thấy quay nè. Có 10.000. Có 10.000. Rồi, em cảm ơn. Cảm ơn. Hình như bữa thấy bánh mì 10.000 cũng bên vườn chuối cũng có một cái. Dạ, đúng rồi. Nó luôn nè. Nó. Nhưng mà bên vườn chuối không thấy đâu. Bán được 1 giờ. Hôm bữa em hôm qua em thấy 10.000 mà không biết bánh mì 10.000 nó có gì. Ok. Cảm ơn. Thấy bánh mì 10.000 ở Sài Gòn thì tùy. Nó 20-30 cũng có luôn. Thì các bạn muốn ăn cái gì? Ở đây mình thấy là có bán nhiều giá đó. Thì 10.000 thì họ sẽ câu khách lại. Ví dụ 20-30 nè. Ý thì nói chung á, đây là một cái cách bán gọi là sao? Một cách bán gọi là câu kéo. Thì có những người ta sẽ không ăn ổ 10.000 như mình đâu. Họ sẽ ăn ổ 20-30. Và đây là ổ nồi 10.000. Giờ mình đi ăn đây. Mấy bạn trẻ, mấy bạn mà bán bánh mì cũng khá là vui. Ok. Mình ăn ổ 10.000. Sau này mình sẽ ghé lại mình ăn. Ơ, đi chị nào mà cống quỳnh nha mọi người. Bùi Xuân. Cái gì Bùi Xuân, quên mẹ số đi chạy rồi. Để xíu nữa mình ghé mình quay lại mình quay cho mọi người xem. Bây giờ mình lấy ổ bánh mì 10.000 ra mình quay xem bên trong có gì nha. 10.000 một ổ bánh mì. Thôi mình đậu đây mình ăn. Đây nó mát nè. Chỗ này thì họ, chỗ này bán bánh tráng ngon lắm. Bánh tráng trộn. Bánh tráng trộn mà gánh. Chiều mấy bạn sinh viên ra đây ăn nhiều lắm. Ok, giờ mình quay cho các bạn xem một bánh mì 10.000. Trước khi ăn bánh mì và cửa cái tay hết á. Đây là bánh mì 10.000. Chớ đây hôn da nè. Sau đó thì mình sẽ cho các bạn xem. Đây là bánh mì 10.000. Wow. Nói chung là cũng được các bạn. 10.000 thì có vài miếng thịt ớt nè, dưa leo nè, thịt ngò nè, ngò gà ngò nè, với là hành lá nè, đó, đồ chua. 10.000 thì nó khá là rẻ. Giờ là mình sẽ ăn đây. Và cảm ơn mọi người đã giờ đã xem video của mình. Bye bye. Giờ ráp bánh cuốn luôn nha. Ok, mình đây. Mình sẽ quay mình ăn một bánh mì luôn hả trời. Thế chứ là mình sẽ để cam, mình sẽ mình quay sau. Bye bye mọi người. Bye bye.